vườn có hai con khủng long là T-Rex và con Raptor. Raptor có hai con, nó đang đứng nó đóng đóng nó kêu với con T-Rex, nhưng mà T-Rex không cắn nó nha, tại vì cùng đồng loại ăn thịt với nhau. Thì con dê đi ra, dê đi ra. Chết mày đi, đó con Raptor nó ăn con dê, nó cắn vào nó, nút trọng luôn hai con đều có đoạn nha, nút trọng luôn. T-Rex thì chắc nó không đói, T-Rex nó ngồi nghỉ mệt nha. Ai cho con quá giật tăng thời bây dục, không biết tập điều gì đây. Ấy có con khủng long không phải, con rồng chấn động nó đi về kìa. Chắc nó mới đi ăn sáng gì đấy. Ồ miệng nó còn thở cái lửa đấy các bạn thấy không? Chắc mới ở ca dữ lắm. Ấy hai con quá giật nó làm gì ta? Nó tập thể dục điều gì mà kỳ cục chi vậy? Trời ơi. Wow, con cá mập bự quá. Ôi, có cá heo nữa kìa. Cá heo nó lội đó. Ghê không? Ôi con tinh tinh nó bị con gì kìa, nó chạy kìa. Ôi con tinh tinh nó quá dị quá mà nó còn sợ con gì kìa. Ôi cái đầu lâu, không, con ma, không phải. Cái đầu lâu con quá giật. Ôi nó một mắt à, sừng quá trời sừng luôn. Ôi miệng nó là miệng rộng hơn, răng nanh quá trời luôn. Ôi miệng rộng ra đã, miệng cắn cắn à, ghê quá. Anh đừng đi vào rừng một mình nhé. Con khủng long Raptor nó đang uống nước kìa. Con khủng long T-Rex nè, đó. Ê có con Binosaurus nó đi ra kìa. Ồ nó đi ra, con bự quá, bành gì luôn. Đó là khủng long ăn cá, ăn thịt rồi luôn. Mà không con nào cắn lộn như thế nào ta? Hay ta, mấy người này hay ta. Còn ấy có con Giraffe Raptor chạy tới kìa, nó cũng chạy tới uống nước luôn. Nó uống nước với con Raptor á.